Nga hân hạnh giới thiệu cùng quý thính giả truyện ngắn Ngôi nhà phong thủy của Nguyễn Ngọc Ngạn qua sự diễn đọc của Kỳ Duyên, Hồng Đào và tác giả. Kỹ thuật thu âm và nhạc đệm do Chí Tài phụ trách. Giữ đúng lời hứa, cuối tuần đó Hoài đưa vợ chồng bác sĩ Túc đi coi nhà, căn nhà thứ 24. Thầy Đức Huyên cũng đi, nhưng lái xe riêng đến điểm hẹn. Quả nhiên vừa bước vào nhà, thầy chỉ nhìn lướt qua rồi mau mắn chấp thuận ngay, hân hoan bảo bác sĩ Túc: "Tốt lắm, căn nhà này thì không có điểm nào đáng chê. Bác sĩ ký offer liền đi, để chậm sợ người khác người ta lấy mất. Tôi chỉ xin nhắc bác sĩ là khi dọn vào thì màn cửa này, tường nhà này nên dùng màu trắng hoặc là màu vàng, nhất là màu trắng, bởi vì màu trắng thuộc hành kim, mà kim thì sinh thủy. Hoa ngoài vườn cũng trồng nhiều màu trắng, và nếu mà xây bồn trồng hoa thì nên đắp thành hình cánh cung là hợp hơn cả. Nên nhớ là bất cứ bồn hoa nào cũng là hình trái cật, mà phía lõm phải hướng vào nhà mình, phía cánh cung hướng ra ngoài, nó giống như là cái cây cung mà bắn sang nhà hàng xóm." Dứt lời, thầy đưa mắt nhìn Hoài. Hoài khẽ gật đầu thầm ngỏ lời cảm ơn, mặc dầu Hoài muốn phì cười vì thầy khuyên để cung bắn sang nhà hàng xóm. Nếu vậy thì hàng xóm cũng có thể xây bồn hoa hình cánh cung bắn sang nhà mình, tức là dùng phong thủy để hai nhà bắn nhau. Vợ chồng bác sĩ Túc dĩ nhiên không hề biết sự thông đồng giữa Hoài và thầy, cho nên cả hai vợ chồng cùng thở phào nhẹ nhõm. Sau 3 tháng lặn lội mới tìm được tổ ấm đúng ý thầy. Mỹ Khanh nhìn Hoài chia sẻ niềm vui rồi bảo thầy: "Cảm ơn thầy thật là nhiều. Bác thầy vất vả mấy tháng nay, vợ chồng tôi cũng áy náy lắm. Nhưng mà biết thầy tính rất là kỹ, chúng tôi càng mừng vì sự chu đáo của thầy." "Vâng, thầy càng kỹ thì càng có lợi cho mình, phải không em?" Thầy Đức Huyên gật đầu đáp: "Nhà này hành kim vượng lắm, nếu cần thì thay cái cửa ra vào hình cánh cung là toàn hảo. Nhưng mà cũng không cần. Ông bà dọn vào đây thì chẳng những tài lộc hưng thịnh mà gia đạo sẽ càng ngày càng yên ấm. Tôi có lời chúc mừng ông bà." Rồi thầy bắt tay cả ba người và nói: "Tôi có cái hẹn phải đi ngay, vì có người mới khai trương tiệm bán vải nhờ tôi đến coi." Mỹ Khanh hoan hỉ bảo: "Vâng vâng, hôm nào thầy ghé qua tôi gửi tiền thầy ạ." Cả ba tiễn thầy ra tận cổng rồi mới hân hoan quay vào làm giấy tờ. Bác sĩ Túc thân mật bảo Hoài: "Thầy Đức Huyên vừa bảo với tôi là Hoài cũng bắt đầu tin phong thủy rồi. Thầy mừng lắm, vì từ nay thầy sẽ không còn phải tranh luận với Hoài nữa." Hoài nhìn Mỹ Khanh cười nhẹ rồi đáp: "Em chả muốn cãi nhau với ông ấy nữa chứ tin thế nào được. Đây nhá, nhà Nguyễn đặc biệt vua Minh Mạng cứ tưởng rằng họ sẽ làm vua muôn đời, vì xây kinh thành Huế theo đúng phép phong thủy, nào lấy núi Ngự làm tiền án, lấy cồn Hến và cồn Giã Viên trên sông Hương làm Thanh Long Bạch Hổ cùng trầu về Hoàng Đô. Vậy mà chỉ được mới mấy chục năm truyền đến đời Tự Đức là phải ký hòa ước, cắt đất dân cho Pháp, mở đầu cuộc đô hộ sau này. Như vậy bảo em tin phong thủy làm sao được?" Bác sĩ Túc cố bênh vực quan điểm của mình và cũng là của thầy Đức Huyên. Bác sĩ nói: "Vận mệnh đất nước thì có thể khác với vận mệnh một cái cá nhân. Xem phong thủy cho một cá nhân thì dễ hơn là cho một nước." Hoài sợ bác sĩ Túc buồn mình vì nàng cứ luôn miệng chê phong thủy, nên nàng vội thêm: "Nói chung em ghét những cái gì không dựa trên căn bản khoa học, nghĩa là không kiểm chứng được. Hồi còn bé đó em cứ nghe đồn bên Campuchia có rất nhiều nào là thầy bùa, thầy ngải, những ông đạo, ông lục có tài thư ếm, xiên que sắt qua miệng. Khi mà kể cho em nghe đó, người lớn thường gọi là xứ, chùa, tháp huyền bí. Em cũng tin như vậy nên nhìn sang Campuchia với cái cảm giác rất là sợ hãi.
Đến khi cờ me đỏ của Pol Pot nổi lên giết cả triệu người dân vô tội bằng cuốc xẻng hoặc chôn sống tập thể, không thấy ông đạo lục nào xông ra thư một vài thằng để cứu dân. Tất cả đều khoanh tay chờ chết hết. Rồi năm 78-79, Việt Cộng lại đánh sang đó, có 2 ngày chiếm được cả nước. Vẫn không thấy ông thầy bùa thầy ngải nào ra thay thử ếm cho chết vài thằng Việt Cộng để mà họ sợ mà rút về. Từ đó em không còn tin chuyện bùa ngải tí nào nữa, tất cả láo hết. Mỹ Khanh nửa ủng hộ Hoài, nửa theo ý chồng nên không tiện bàn góp. Nàng cắt ngang: Thôi thôi, thôi dù sao đi nữa thì hôm nay cũng mừng là mình chọn được căn nhà rất đẹp mà lại hợp phong thủy. Thầy Đức Huyên bảo chả có điểm nào đáng chê hết. Thôi từ nay mày khỏi đưa vợ chồng tao đi coi nhà nữa là tốt rồi. Hoài gượng cười không đáp. Nàng biết chỉ vì có lời yêu cầu của mình mà thầy Đức Huyên khen căn nhà này tốt về mặt phong thủy. Chứ nếu cần bới móc để tìm ra khuyết điểm thì góc cạnh nào thầy chê chả được. Thầy nói đúng nói sai có ai biết gì đâu mà cãi. Bác sĩ Thúc đi tới đi lui hớn hở quan sát từng góc cạnh trong ngôi nhà sang trọng mà nay mai gia đình ông sẽ dọn vào. Mỹ Khanh thì dành mọi sự chăm chú cho căn nhà bếp rộng thanh thang, mở từng ngăn tủ và mường tượng ra những chồng bát chén chai lọ. Nàng sẽ sắp xếp thật ngăn nắp trong đó. Hoài tiến lại sau lưng và bảo Mỹ Khanh: Đây là khu nhà giàu, căn nào cũng bạc triệu. Mày ra đây tao chỉ cho mày cái nhà này thấy mê luôn. Rủ anh Túc đi luôn. Tò mò hai vợ chồng theo Hoài ra cửa, để rồi rẽ trái đi bộ theo con đường nhỏ, chạy giữa những mảng cỏ xanh mướt. Trước mỗi căn nhà thiết kế hoàn toàn khác nhau, không căn nào giống căn nào. Cả bọn dừng lại trước một ngôi biệt thự thụt sâu vào phía trong. Từ ngoài đường, chỗ Hoài và vợ chồng bác sĩ Thúc đứng, nhìn theo con đường thẳng tắp dẫn vào trước nhà, có lẽ dài đến cả 200 thước. Hai bên đường là những cây dâu tàn lá uốn cong xuống như những cái rủ che mưa. Tiến vào gần hơn nữa thì trước cửa nhà, gia chủ trồng hai cây liễu, lá rủ xuống quanh năm, tạo nên cái không khí thơ mộng và kín đáo. Trước sự trầm trồ của vợ chồng Mỹ Khanh, Hoài kể: Cặp vợ chồng này còn trẻ chỉ ngoài 40 nhưng giàu lắm. Chồng luật sư, vợ nha sĩ, thuộc hạng triệu phú có tiếng trong khu này. Họ ở căn nhà này 10 năm rồi, hôm nọ định bán mua nhà trên núi. Mỹ Khanh cười bảo: Thì nhà này thì nhất rồi, trong khu này đâu có căn nào bằng. Nhưng mà ta đã lấy nhà kia rồi, mày còn giới thiệu làm gì nữa? Bấy giờ Hoài mới nhấn mạnh: Tao giới thiệu với mày là vì xét về phong thủy thì căn nhà này phạm vào toàn những điều cấm kỵ. Đấy nhá. Thứ nhất, sau lưng nhà là công viên nè, đó là một điểm hỏng. Lối đi thẳng tắp hun hút như mũi tên đâm vào nhà, hai điểm hỏng. Hai hàng cây dâu dẫn vào nhà, ba điểm hỏng. Càng tối kỵ hơn nữa là trồng tới hai cây liễu trước cửa nhà biểu lộ sự tang tóc. Tao thấy điểm nào cũng hỏng cả. Thế mà tao chờ 10 năm nay chưa thấy chủ nhà tán ra bại sản. Chắc phải hỏi thầy Đức Huyên xem lý do gì vợ chồng lấy nhau mà chưa bỏ. Mỹ Khanh nhìn chồng mỉm cười rồi quay sang mắng Hoài: Cái con khỉ này, mày thâm thật đó nha. Tao tưởng là mày đưa vợ chồng tao đi coi căn nhà đẹp, hóa ra mày lôi chúng tao ra đây rồi mày móc họng chồng tao hả? Ê nè, thôi được rồi nha, từ nay á không bao giờ tao nhờ mày mua nhà đâu nha. Mỹ Khanh dứt lời, cả ba cùng cười xòa và quay trở về căn nhà vừa mua. Hai tháng sau, bác sĩ Thúc hăm hở dọn vào căn nhà mới. Ông vẫn giữ căn nhà cũ cho thuê vì mới bán hai căn đầu tư ở ngoại ô, tiền lời gần đủ để mua đứt căn nhà mới này. Ông sung sướng bảo vợ: Coi như căn nhà này mình không phải bỏ đồng vốn nào, tiền từ trên trời rơi xuống. Nếu mà không nhờ thầy Đức Huyên thì làm sao mình có được căn nhà free này, kỳ diệu thật. Mỹ Khanh chỉ cười không cãi lời chồng. Vào căn nhà mới, cuộc sống đề huề lạc cảnh, tiền tài danh vọng chả thiếu gì. Phòng mạch cũng bài trí theo phong thủy, tư thất cũng thiết kế theo phong thủy. Đường đời cứ thế mà thăng tiến theo đúng dự chủ của thầy Đức Huyên. Nhiều cái may đến với bác sĩ một cách bất ngờ khiến Mỹ Khanh có lúc cũng phải nao núng tin theo chồng. Hai căn nhà đầu tư của ông lên giá đã đành, mà dạo trước có lúc để tiền trả làm gì, Mỹ Khanh đem mua một đống vàng quăng trong tủ. Bây giờ vàng cũng tăng lên vụn vụt, lại còn một miếng đất lớn ông hùn với người em. Mấy năm trước vẫn cho thuê làm bãi đậu xe vì gần khu thị tứ. Bây giờ bỗng có người agent công ty địa ốc đến tìm ông và thương lượng để bán lại cho ngân hàng. Ngân hàng mở chi nhánh trên mảnh đất của ông thì đúng là ông trúng số lớn rồi.
Thậm chí chùa Việt Nam phát hành xổ số gây quỹ để tu bổ. Bác sĩ Túc phải mua ủng hộ vài vé. Vậy mà lô độc đắc 10.000 đô cũng lọt về tay ông thì đúng là nước chảy chỗ trũng. Dĩ nhiên ông tặng lại chọn món tiền ấy cho chùa. Nhưng tên tuổi ông từ đó lại càng ngày càng lớn, càng được cộng đồng kính nể. Sự nhiệm màu của phong thủy thật khôn lường, khiến người gan góc như Hoài cũng phải đặt lại vấn đề. Hoài lại càng lung lạc hơn nữa, vì một hôm Mỹ Khanh rủ Hoài đi ăn trưa và bảo: Hoài nè, anh Túc nhà tao định mở một cái medical center, trong đó có phòng mạch của bác sĩ tổng quát nè, rồi tính làm thêm phòng nha khoa, rồi x-ray, rồi pharmacy, rồi ultrasound, rồi lab thử máu đo tim, rồi lại thêm là bác sĩ nhãn khoa, rồi thử mắt đo kiến. Nói chung là tụi tao tính là tụi tao tụ hết vào một chỗ cho nó tiện. Mày xem có cái building nào được đó thì mày cho tao biết rồi dẫn anh Túc đi coi nhé. Hoài chố mắt nhìn Mỹ Khanh. Vợ chồng mày thừa thắng xông lên phải không? Hết mua nhà rồi bây giờ tới mua building. Wow, nhưng mà tao hỏi mày nè, lần này có ông Túc đi coi building có dẫn theo ông Đức Huyên không? Mày biết rồi còn hỏi làm gì nữa. Chính thầy Đức Huyên xúi ông anh Túc á, chứ còn ai vào đây. Nói cho ngay là chồng tao muốn giảm bớt làm việc, tuần chỉ cần khám bệnh 3 ngày thôi, còn thì giờ thì lo điều hành cái medical center. Hoài lặng người nhìn Mỹ Khanh rồi nhíu mày kêu lên nho nhỏ: Chả nhẽ chỉ nhờ phong thủy mà chồng mày phát đến như thế sao? Mỹ Khanh nhún vai: Thì chính tao tao cũng đang tự hỏi câu này đây mày ạ. Rồi Mỹ Khanh nhìn Hoài nửa đùa nửa thật bảo: Hay là mày thử nghe lời thầy Đức Huyên đi, đổi căn nhà khác đi, biết đâu chả gặp duyên mới. Hoài cười buồn không nói gì, đầu óc cứ phân vân mãi về sự thành công quá nhanh chóng của bác sĩ Túc. Mà bác sĩ Túc càng gặp may thì thầy Đức Huyên càng dễ hưởng lợi, bởi vì noi gương ông, bạn bè trong giới y khoa liên tiếp mời thầy đến chỉ dẫn. Nhân buổi họp mặt ở nhà một nha sĩ, các bà xúm lại quanh Mỹ Khanh và trách: Bà Túc nha, bà xấu quá đấy nha, gặp được thầy phong thủy có tài mà không chỉ cho bọn này, định làm giàu một mình hay sao đấy hả? So với các bà trong gia đình y khoa thì Mỹ Khanh nhỏ tuổi nhất, nên nàng nhún nhận đáp: À, đâu có đâu, các chị trách oan em rồi, anh Túc chứ không phải em. Mà nhà em thì cũng đâu có chủ trương làm giàu đâu, chỉ nhờ thầy phong thủy chỉ dẫn để cho gia đạo yên vui, với lại con cái nó học hành tấn tới thế thôi. Một bà người miền Nam nói: Trời đất ơi, ông Túc với bà thì lúc nào mà không yên vui hạnh phúc. Nhưng mà tôi muốn hỏi riêng ý bà nghe, thầy Đức Nguyên có thiệt là giỏi phong thủy không? Bà nói thiệt đi, đặng tôi mời ông về em coi phòng mạch cho chồng tôi. Mỹ Khanh nhìn khắp lượt và đáp: Em nói thật thì sợ các chị không tin, nhà em hết sức tin vào phong thủy, em đâu có giấu các chị. Nhưng mà em thì em không có tin, mọi chuyện xảy ra đều có logic cả. Nhưng mà thế này, để em đưa số phone của thầy Đức Huyên cho các chị, các chị cứ tự động liên lạc mời thầy để chiêm nghiệm xem sao. Rồi Mỹ Khanh đặt số phone của thầy để mọi người ghi vào sổ tay hoặc enter vào cell phone của mình. Đây cũng lại là một điểm khôn khéo của thầy Đức Huyên. Thầy dứt khoát không đăng quảng cáo trên báo, và mặc dù rất cần khách, thầy cứ úp úp mở mở loan truyền là thầy kén khách lắm, không phải ai mời thầy cũng coi. Thầy quý ai thì thầy mới bỏ công tới coi. Thầy làm như thế, thầy biết chính các khách hàng của thầy sẽ tự động quảng cáo hoặc giới thiệu khách cho thầy, như là Mỹ Khanh đang làm. Dọn vào nhà mới được hơn một năm, những cái may cứ đến trùng điệp, không phải chỉ riêng với bác sĩ Túc mà đến cả với Mỹ Khanh nữa. Một buổi chiều, Mỹ Khanh đi shopping, chọn bộ đồ để tuần sau đi ăn cưới. Vợ chồng nàng lúc này tiệc tùng nhiều quá, cứ phải sắm sửa liên miên. Bác sĩ Túc càng gặp hên thì càng ít thì giờ dành cho Mỹ Khanh. Ông bận tối bụi ở phòng mạch, lại đang chuẩn bị khai trương Medical Center theo đúng lời chỉ đạo của thầy Đức Huyên. Ngoài giờ làm việc, hội đoàn réo gọi hết họp hành lại tham dự những buổi lễ kỷ niệm lớn của cộng đồng. Dành lúc nào thì đi ăn với thầy Đức Huyên, để cùng nhau đàm đạo với cách kỳ diệu của môn phong thủy. Thành ra đi đâu Mỹ Khanh cũng chỉ lủi thủi có một mình. Lâu lâu nàng muốn rủ chồng đi ăn tiệm như thuở trước, nhưng thấy Túc lúc nào cũng đầu tắt mặt tối, nàng lại thôi. Túc đang vận động mời các ông nha sĩ, dược sĩ, bác sĩ và chuyên viên kỹ thuật y khoa dọn vào medical center của mình, nên chẳng còn chút thì giờ nào trống. Thường thì ông chỉ về nhà khi vợ đã lên giường nằm coi tivi, hoặc có khi ngủ thiếp đi mất rồi.
Hôm ấy, lúc Mỹ Khanh vừa ở tiệm mê xì đẩy cửa ra khu parking, đứng trên thềm nhìn quanh để định hướng xem xe của mình ở đâu, thì có một thanh niên đang ngồi trong chiếc Toyota cũ vội tắt máy, đẩy cửa chạy lao lại phía nàng và gọi: "Khanh, Mỹ Khanh phải không?" Mỹ Khanh toàn bước đi vội đứng khựng lại, ngờ ngợ nhìn người đàn ông vừa gọi tên mình một cách khá thân mật. Rồi nàng tròn mắt kêu lên: "Ồ, Hưng, Hưng hả? Phải Hưng không?" Gã thanh niên tiến lại gần hơn, nở nụ cười rạng rỡ: "Hưng đây, Hưng Bắc Hải đây. Mười mấy năm rồi mới gặp lại, nhưng mà Khanh vẫn thế. Bằng chứng là vừa nhìn thấy Khanh thì Hưng nhận ra ngay." Mỹ Khanh cười thoải mái và nói một câu thủ tục: "Thôi thôi, già rồi chứ như xưa làm sao được. Chỉ có Hưng là trẻ lâu thôi. Nói thật nhé, hơi bụi đời nhưng mà vẫn trẻ lắm." Rồi Mỹ Khanh cất chìa khóa xe vào bóp và rủ Hưng quay vào shopping center tìm quán giải khát ngồi nói chuyện ngày xưa. Chuyện ngày xưa nghĩa là lúc Mỹ Khanh còn đi học, Hưng hay đến nhà Khanh chơi với em trai của Mỹ Khanh là Hòa. Hai đứa rất thân nhau, lại càng thân hơn bởi nhờ hai cái tên ghép lại thành cái địa danh Hòa Hưng quen thuộc của dân Sài Gòn. Hòa với Hưng học cùng lớp, có nghĩa là Hưng thua Mỹ Khanh 2 tuổi. Nhà Hưng ở đường Bắc Hải cách nhà Hòa khoảng 2 cây số nên đến thăm nhau không cần đạp xe. Lúc đầu thì Hưng đến vì Hòa, dần dần nó đến vì Mỹ Khanh, nhưng cả Hòa và Mỹ Khanh đều không để ý. Nó nói chuyện với Hòa nhưng hay len lén nhìn Mỹ Khanh say đắm, và điều này thì dần dần Mỹ Khanh cũng biết. Hòa rất đông bạn bè nhưng Hưng là đứa có phong độ bề ngoài hơn cả, nhờ cặp mắt đa tình và nụ cười nửa miệng toát ra vẻ khinh bạc làm người ta phải chú ý. Một hôm, Hưng ôm mấy cuốn sách sang để làm bộ học chung với Hòa, nhưng nhà chỉ có mình Mỹ Khanh. Đất nước giữa thập niên 80 nghèo xác xơ, tiền không có mà mặt hàng tiêu dùng cũng không có. Cha mẹ Mỹ Khanh ngày ngày làm lũ mánh mông, ít khi về nhà khi trời còn sáng. Lâu lâu Hòa cũng phải theo phụ với bố chuyển hàng lậu, chẳng hạn như hôm nay. Thấy Hưng đứng thập thò ngoài sân, Mỹ Khanh chạy ra bảo: "Hòa nó đi vắng rồi, ngày mai Hưng qua đi nha, chị sẽ dặn nó ở nhà chờ." Hưng đứng sớ rớ một chút rồi nói: "Em vào ngồi đợi cũng được." Mỹ Khanh ngần ngại bảo: "Chị sợ là nó còn lâu lắm nó mới về á." "Không sao, chị cứ để mặc em. Chị bận học bài thì chị cứ học đi. Em ra sân sau em ngồi đọc sách." Mỹ Khanh chẳng biết nói sao đành gật đầu. Vì quá quen nhau, Hưng ra thẳng phía sau, ngồi trên cái ghế cũ ở góc mảnh sân xi măng nhỏ, dưới giàn mướp đang kỳ ra hoa vàng rực rỡ. Mỹ Khanh thì trở lại bàn học, ngồi cặm cụi làm toán. Từ sân sau trông lên qua khung cửa nhà bếp, Hưng chỉ thấy cái dáng nghiêng nghiêng của Mỹ Khanh trong bộ đồ màu trắng điểm hoa tím và mái tóc dài bới lên phía sau. Kiên nhẫn khoảng nửa tiếng, Hưng quyết định bỏ về. Nhưng khi đi ngang sau lưng Mỹ Khanh, Hưng liều lĩnh lao lại, bất thần cúi xuống hôn nhanh trên gáy của Mỹ Khanh, làm nàng giật mình đứng bật dậy và kêu lên: "Ơ kìa Hưng, Hưng làm gì thế?" Hưng ấp úng đáp: "Em yêu chị lắm, đêm đêm em nhớ chị không ngủ được. Thôi em về đây." Rồi Hưng lầm lỗi quay ra cửa. Mỹ Khanh đứng nhìn theo một chút rồi đột ngột gọi: "Hưng, vào đây." Hưng ngỡ ngàng dừng chân rồi quay nhanh vào, đứng trước mặt Mỹ Khanh, tay cầm mấy cuốn sách đặt trên ngực, hồi hộp chờ đợi. Nàng hỏi: Hưng năm nay bao nhiêu tuổi rồi?" 16. 16 mà dám nói chuyện yêu đương à?" Rồi nàng đưa Hưng ra sân sau, hai người ngồi nói chuyện dưới giàn mướp. Từ hôm đó hễ gặp riêng Mỹ Khanh thì Hưng không còn phải gọi bằng chị xưng em nữa. Tình đầu tuổi mới lớn thời xã hội chủ nghĩa, thường chỉ hẹn nhau ở công viên, trong sở thú, quán cà phê, trong rạp hát, chứ chưa có điều kiện đưa nhau vào khách sạn. Tuy thế chỉ mấy tháng sau, Hòa cũng khám phá ra và tìm đến thẳng nhà Hưng, gọi Hưng ra sân, đấm chảy máu mũi vì tội dám dê Mỹ Khanh mà đáng lẽ Hưng phải coi là chị. Đánh Hưng xong, Hòa về nhà hầm hầm mắng luôn cả chị mình: "Thằng cả chớn đó mà tại sao chị lại hẹn hò với nó?" Nhà chỉ có hai chị em nên Hòa tự thấy trách nhiệm của mình là phải bảo vệ bà chị xinh đẹp, đừng để xa vào vòng tay thằng Hưng mà Hòa vốn đánh giá rất thấp vì nó vừa học dốt vừa chả chịu làm ăn gì cả. Mỹ Khanh chỉ biết cúi đầu khóc bởi Hòa đã ra nghiêm lệnh cấm Hưng từ nay không được đến nhà Hòa nữa. Tuy cùng tuổi nhưng Hòa to con hơn Hưng rất nhiều, không có cách gì Hưng đánh lại Hòa. Nghiêu lang chức nữ không gặp được nhau,
Mỹ Khanh thơ thẩn nhớ nhung đêm ngày, chỉ biết đi ra đi vào thở dài thường thượt. Nàng thường ngồi dưới giàn mướp sau nhà, ánh mắt nhìn xa xăm, lắm khi nhòa lệ. Hòa thương chị không nỡ thông báo cho bố mẹ biết, chỉ dùng lời lẽ khuyên giải và kể tội thằng Hưng lêu lỏng vô tích sự, mong chị nguôi ngoai dần. Cũng may là thằng Hưng hận đời đen bạc, bỏ đi thanh niên xung phong mất dạng luôn, nên ước mong của Hòa kể như bất chiến tự nhiên thành. Hưng đi đến 7-8 tháng, Hòa và Khanh mới biết người nhà loan tin nó vào thanh niên xung phong để che mắt công an, chứ thật sự nó đã theo người bà con vượt biển tới Nam Dương rồi. Năm sau Mỹ Khanh lên đại học, đẹp nổi tiếng trong trường. Định mệnh đưa đẩy nàng gặp bác sĩ Túc mới ra trường và đang làm việc ở bệnh viện Bình Chánh. Tình yêu đích thực nảy nở và hai người đưa nhau đi vượt biển khi những đợt tị nạn cuối mùa đã bắt đầu bị thanh lọc. Nhờ có khả năng chuyên môn và tiếng Anh lưu loát, hai người được nhận vào Mỹ. Mỹ Khanh đi làm thợ may để nuôi Túc cặm cụi học lại. Vất vả mấy năm rồi đường đời mới mở rộng cho đến hôm nay. Mười mấy năm qua rồi, ít khi trong đầu Mỹ Khanh chợt thấy hiện về hình ảnh của Hưng, cho đến hôm nay bất ngờ gặp lại, khơi dậy bao nhiêu kỷ niệm của thời mới lớn. Hưng bùi ngồi nói: Hòa vẫn còn ở Việt Nam phải không? Gặp Khanh anh nhớ lại ngày Hòa nó đấm anh chảy máu mũi chỉ vì anh dám hẹn hò với Khanh. Mà không phải một lần đâu nhé, có lẽ Khanh không biết đấy. Có lần anh đến tìm Khanh, không ngờ hôm đó thằng Hòa nó có nhà. Anh vừa vào tới sân thì nó xông ra đấm ngay vào mặt anh. Mới đó mà đã mười mấy năm rồi. Mỹ Khanh thở dài bảo: Vâng, thời gian trôi nhanh quá, sắp già hết cả rồi. Nàng ngồi với Hưng gần 2 tiếng đồng hồ, cho đến khi nghe tiếng phone reo, biết chồng gọi, nàng mới đứng dậy từ giã. Đưa Mỹ Khanh ra tận chỗ nàng đậu xe, Hưng dè dặt hỏi: Anh gặp lại Khanh được không? Mỹ Khanh vừa mở cửa xe vừa cười nói: Ván đã đóng thuyền rồi, gặp làm gì nữa? Câu trả lời của Mỹ Khanh làm Hưng vui hẳn lên. Thật tình mà nói, gặp lại người xưa, lòng Hưng mang đầy mặc cảm tự ti. Ngay cái lúc mở miệng chào Mỹ Khanh ở Bắc Kinh, sợ Mỹ Khanh còn không thèm nhận lời. Huống chi là người quen cũ, bây giờ nàng đã có cuộc sống cao sang, trong khi gã vẫn lêu bêu như xưa. Nhưng mà chẳng ngờ Mỹ Khanh chịu ngồi với gã cả tiếng đồng hồ, nhắc đủ mọi thứ chuyện thời mới lớn, làm gã cực kỳ phấn khởi. Đành rằng Hưng là mối tình đầu của Mỹ Khanh, nhưng chuyện ấy cũ quá rồi, đã mười mấy năm vật đổi sao rời, mỗi người một hoàn cảnh sống riêng, có liên hệ gì đến nhau nữa đâu. Hưng toan lên tiếng thì Mỹ Khanh lại thêm: Nói vậy thôi chứ anh không nên phone cho em, có gì thì em gọi anh tiện hơn ha. Hưng biết địa chỉ của vợ chồng Mỹ Khanh trong cộng đồng, lại biết cả địa vị của hai người, cần tránh mọi sự hiểu lầm, nên gã thông cảm gật đầu. Tuy vậy gã bảo dặn nhắc: Số phone và địa chỉ email của anh em cất kỹ chưa? Đừng có vứt đi đấy, dù sao thì em cũng còn nợ anh món nợ lá diêu bông mười mấy năm về trước. Giờ này thì Hòa nó không có bên cạnh em, anh đâu còn sợ ai đánh nữa. Mỹ Khanh cười lắc đầu: Món nợ ấy thì muôn đời em không trả được, vì bây giờ em đã có chồng rồi. Nó nên lá diêu bông, hay là bây giờ mình quay về cái thời gian trước khi quen nhau đi, anh phải gọi em là chị mới đúng đó. Em nhớ email cho anh chờ lâu quá mà không thấy em liên lạc gì đó, là anh đến thẳng phòng mạch của bác sĩ Túc tìm em đấy. Mỹ Khanh gật đầu chui vào xe và mở máy lái đi. Hưng đứng trông theo, lòng rộn rã một niềm vui choáng ngợp vì sự ân cần của Mỹ Khanh đã vượt quá sự mong đợi của gã. Hưng dọn về thành phố này đã cả nửa năm, biết rõ cuộc sống của Mỹ Khanh, biết số phone địa chỉ, nhưng ngần ngại không dám liên lạc vì sự cách biệt giữa hai người giờ này quá lớn lao. Hóa ra tình đời không phải ai cũng như ai. Mỹ Khanh hôm nay giàu sang nhưng không quên người bạn thuở nghèo hèn. Hưng nghĩ thế và mỉm cười ra về, mang theo một nguồn hạnh phúc chan hòa. Sáng hôm sau, hai vợ chồng dậy sớm. Theo thói quen, Mỹ Khanh xuống bếp pha cà phê và chuẩn bị thức ăn sáng để Túc tắm xong thì cùng ăn. Vì tiệc tùng nhiều quá vào cuối tuần nên ngày thường cả hai vợ chồng đều tránh đi ăn tiệm vì cần kiêng khem bớt những thứ mỡ màng và bột ngọt. Túc từ buồng ngủ ra, mở cửa chính lấy tờ báo phô và bảo Mỹ Khanh: Bữa nay anh không ăn sáng ở nhà, anh có hẹn đi ăn phở. Lại hẹn với thầy Đức Huyên chứ gì?
Túc đang chúi đầu trên trang nhất tờ báo, coi lướt qua những đề mục chính, ngẩng lên bảo vợ: "Không, anh rủ nha sĩ Quảng về làm với mình. Ông ấy còn đang lưỡng lự. Anh hẹn ông ấy 9 giờ ở phở Sài Gòn. Em có muốn đi với anh không?" Mỹ Khanh cầm tờ báo tiếng Việt, nhìn trang quảng cáo và đáp: "Anh nói chuyện làm ăn, em đi làm cái gì? Nhưng mà có cái nhà hàng Thái mới mở, em nghe Hoài nói là ngon lắm á. Chiều nay em tới em đón anh ở phòng mạch, rồi mình đi ăn đồ Thái nha. Cho tụi nhỏ đi luôn nha." "Tối nay anh cũng có hẹn. Thôi để bữa khác đi." Mỹ Khanh thất vọng cúi xuống đọc báo, trong khi Túc đi nhanh vào buồng tắm. Hiện nay thì ông vẫn còn làm việc tuần 6 ngày, chỉ nghỉ ngày Chủ nhật. Ông dự định khi dọn vào văn phòng mới, ông sẽ làm 3 ngày chẵn mà thôi, vì lúc đó việc điều hành sẽ bắt ông tốn quá nhiều thì giờ. Nửa tiếng sau, Túc nhìn đồng hồ rồi hôn nhanh trên má vợ và thất tả lái xe đi. Mỹ Khanh ngồi ăn cereal dưới bếp, tờ tuần báo mở rộng trước mặt nhưng nàng không chú ý xem. Căn nhà vắng lặng, rộng mênh mông cho nàng cái cảm giác trống trải mỗi buổi sáng sau khi hai đứa con đi học và Túc lái xe đi làm. Hôm nay nàng vừa ăn sáng, vừa vơ vẩn nghĩ đến Hưng mười mấy năm mới gặp lại. Bỗng có tiếng điện thoại, nàng vói tay lấy cell phone đoán là Túc gọi về, nhưng nàng giật mình vì người kêu nàng là Hưng. Hưng hỏi thăm, nói chuyện rông dài, rồi ngỏ ý muốn đến nhà thăm Mỹ Khanh. Mỹ Khanh ngần ngại bảo: "Giờ này nhà không có ai, anh Túc đi làm rồi, Hưng đến có kỳ không?" Hưng cười thoải mái đáp: "Ơi, hàng xóm cũ lâu năm gặp lại, ghé thăm có gì là kỳ. Có anh Túc ở nhà thì Hưng vẫn đến thăm Khanh được chứ. Rồi Hưng chào anh Túc có sao đâu." Mỹ Khanh lưỡng lự một chút rồi bằng lòng. Hưng bảo nàng đọc địa chỉ cho gã, mặc dầu thực sự thì gã đã biết từ lâu rồi. Từ hôm đó, Hưng thường xuyên liên lạc với Mỹ Khanh, nhưng liên lạc một cách nghiêm chỉnh trong giới hạn tình bạn, chứ không hề nhắc đến những lần hẹn hò kín đáo ngày xưa trong công viên hay rạp hát. Cả mấy tháng sau, gã mới bạo dạn rủ Khanh trở lại shopping center, nơi hai người gặp nhau lần đầu ngồi uống cà phê với nhau, và Khanh nhận lời ngay bởi nàng cũng đang cần mua sắm ít quần áo. Khanh không ngờ buổi gặp gỡ ấy là một khúc rẽ lớn trong cuộc đời nàng. Đúng như người ta thường nói, tình cũ không rủ cũng lại. Rồi từ đó, Mỹ Khanh và Hưng thường xuyên gặp nhau. Thuở xưa còn hẹn hò trong sở thú lúc nhỏ, ở trong công viên hay trong rạp hát. Bây giờ trưởng thành cả rồi, họ chỉ đến với nhau trong khách sạn cho kín đáo. Bác sĩ Túc ra phòng mạch, hai đứa con đến trường. Thời khóa biểu của chồng của con, Mỹ Khanh nắm rất vững, nên nàng dễ dàng tranh thủ đi gặp người tình năm xưa mà không sợ Túc ngờ vực. Nhưng muốn gặp nhau trong hotel thì hai người phải đi rất xa, ra hẳn ngoại ô hay sang thành phố khác để đảm bảo không chạm mặt ai quen. Vài lần như thế thấy bất tiện quá, Hưng mới bảo: "Sao không về nhà anh, kín đáo lắm. Hàng xóm chỉ toàn là người Mỹ thôi, lại có lối đi sau, đậu xe bước xuống một cái là vào ngay trong nhà." "Có chắc là không ai thấy không? Anh cũng biết là ở cương vị của em, của anh Túc, nếu chẳng may một người nhìn thấy thôi thì em chỉ có nước trốn cả cái thành phố này mà đi đó." Hưng cười trấn an: "Thú thật với em là anh chưa có mua nhà. Cái building anh thuê nhỏ lắm, chỉ có 10 cái apart thôi, mà anh là người Việt duy nhất. Xa khu phố Tàu lắm, từ ngày về đó anh chưa bao giờ nhìn thấy một người Việt Nam nào lai vãng đến gần cái building đó." Mỹ Khanh tạm an lòng theo Hưng về nhà trọ của gã. Và quả nhiên đúng như Hưng tả, Hưng thuê apart ở một vùng rất quạnh vắng, không có bóng người Việt nào. Hai người có thể thoải mái nằm ôm nhau mà không lo ngại gì cả. Chỉ có điều lần đầu bước vào, Mỹ Khanh giật mình muốn dội ngược ra vì Hưng sống quá bừa bộn. Các thứ mùi ẩm mốc làm nàng muốn ngộp thở. Nàng ở nhà lớn và sạch quen rồi, nên vô nhà Hưng, nàng thấy mình lùi lại cái lúc mới đi tị nạn. Nàng săn tay áo, tháo nhẫn, cởi đồng hồ và bảo: "Trời ơi, chắc em phải thanh toán cái phòng của anh ngay, chứ để thế này thì em chịu không được. Ê anh đóng hết màn cửa lại đi, nhỡ qua nhìn thấy em trong này thì chết." Hưng không biết làm gì, chỉ đứng sớ rớ bên cạnh chờ Mỹ Khanh sai vặt. Gã không thể ngờ cuộc đời gã lại có những lúc hạnh phúc như thế này. Đúng là chuyện cổ tích thằng bán than lấy công chúa. Nàng bảo Hưng:
Đàn ông các anh ở một mình bê bối quá. Này, lấy vợ đi chứ còn chờ đến bao giờ nữa. Không có bàn tay phụ nữ là không được. Hưng đứng sau lưng Mỹ Khanh, ôm hai vai nàng, cúi xuống hôn trên gáy nàng, y như lần đầu liều lĩnh hôn nàng thuở còn học trò. Gã bảo, anh cũng muốn lấy vợ lắm chứ, nhưng tìm đâu ra người như em. Mỹ Khanh mỉm cười sung sướng. Nàng nhìn quanh nhà để ý xem Hưng thiếu thứ gì, thì nàng dự chủ sẽ sắm sửa từ đồ gia dụng cho đến áo quần, để gã hoàn toàn lột xác, xứng đáng là người tình của nàng. Sau mỗi lần đam mê thú vui xác thịt bên Hưng, khi trở về, lòng Mỹ Khanh thường dấy lên nỗi ân hận day dứt và tự nhủ phải chấm dứt mối quan hệ bất chính này. Bữa cơm chiều đầm ấm bên chồng bên con, nghe Túc kể chuyện phòng mạch, chuyện tương lai của trung tâm y tế sắp hoàn thành mà Túc miệt mài dốc hết thời gian lo toan, Mỹ Khanh áy náy muốn trào nước mắt vì sự phản bội của mình. Nhưng rồi những khi ngồi một mình, chỉ cần một cú phone của Hưng réo gọi, nàng lại ra đi như có ma lực lôi cuốn, không tài nào cưỡng lại được. Chồng nàng mua căn nhà này bài trí theo đúng nguyên tắc phong thủy để cầu cho gia đạo yên ấm, mà tại sao nàng vừa dọn vào đây đã ngoại tình ngay? Hay là thầy Đức Huyên còn thiếu sót một điểm nào chưa tìm ra? Thời gian lặng lẽ trôi nhanh, bác sĩ Túc bắt đầu dọn sang trung tâm y tế mới và chuẩn bị buổi tiếp tân khánh thành do thầy Đức Huyên chọn ngày lành tháng tốt. Hôm ấy, Mỹ Khanh bận tiếu tiết cùng chồng niềm nở đón khách. Bao nhiêu nhân vật tai to mặt lớn trong cộng đồng đều hiện diện cùng với những bệnh nhân thân quen để chúc mừng. Tất cả đều nhìn vợ chồng bác sĩ Túc như một hình ảnh lý tưởng về sự đầm ấm và hòa hợp của đôi trai tài gái sắc mà họ mơ ước. Rượu champagne khui ra hàng loạt, thức ăn nhẹ bày biện ngập tràn dãy bàn dài cùng với các loại bánh ngọt khuôn từ cửa tiệm của Pháp dưới downtown. Hoài ăn luôn hai cái éclair và trầm trồ khen ngợi Mỹ Khanh. Mày mua bánh ở đâu mà khéo thế này? Ngọt vừa phải, không như bánh Mỹ nhai như nhai mà cục đường. Nhớ ghi cho tao địa chỉ tiệm bánh này nha. Mày đúng là vợ hiền, ông Túc mê mày là phải rồi. Mỹ Khanh thoáng nhớ đến Hưng và ngượng ngùng cúi xuống nói nhỏ. Cái con này, mày ăn cái bánh này ở nhà tao bao nhiêu lần rồi mà còn hỏi vớ vẩn à? Hoài tròn mắt nhìn Mỹ Khanh ngạc nhiên. Thật vậy không? Vậy mà tao không nhớ, lát cho tao mang mấy cái về nha. Khách đến mỗi lúc một đông, đầy ngập cả tiền sảnh của trung tâm y tế. Những chậu kiểng, những cây lan, những cây phát tài và nhất là cây thủy trúc bó thành từng bó ngâm trong nước, biểu tượng của niềm tin phong thủy, được bệnh nhân và bằng hữu mang đến đặt đầy trên mặt quầy chỗ cô thư ký ngồi làm hồ sơ. Thầy Đức Huyên đi tới đi lui, nét mặt hiu hiu tự đắc, làm như bác sĩ Túc có được cơ nghiệp ngày nay là nhờ thầy. Thầy bưng ly rượu đến bên mấy bà quen, không biết họ hỏi thầy câu gì mà Hoài nghe thầy nói lớn. Các bà cứ nhìn chùa Giác Ngạn thì thấy Phật tử lên chùa nườm nượp không đủ chỗ đậu xe, là vì trước khi xây chùa, thầy Chí Dũng có nhờ tôi chỉ dẫn về phong thủy. Ngược lại, nhà thờ của cha Lân ở bờ hồ đó thì hoàn toàn là sai phong thủy, cho nên là đang treo bảng bán nhà thờ. Tội nghiệp cha Lân quá. Thấy Hoài đi ngang, thầy chặn lại thân mặt hỏi, cô vẫn ở căn nhà cũ? Để thầy khỏi phải tốn thì giờ bàn về phong thủy, Hoài cười đáp, vâng, tôi thấy căn nhà đó đang hên nên chưa muốn đổi, chừng nào cần thì tôi sẽ nhờ thầy. Quả nhiên thầy Đức Huyên cụt hứng lảng đi chỗ khác. Thầy cứ tưởng sự thành công của bác sĩ Túc đã phải làm cho Hoài sáng mắt ra, hóa ra Hoài vẫn lì lợm, không tin phong thủy. Tuy nồng độ rượu champagne không đáng kể, nhưng Mỹ Khanh hôm nay uống nhiều quá cũng thấy lâng lâng. Nàng bực mình vì cái cell phone đặt trong bóp cứ rung lên liên tục. Nàng đành phải vào phòng vệ sinh lấy điện thoại ra, và quả nhiên đúng là Hưng như nàng đã đoán trước. Nàng gọi lại cho Hưng và gắt nhẹ, trời ơi, em đang bận lắm, vì hôm nay khai trương trung tâm y tế mà. Em đã dặn anh rồi, đừng có gọi nữa, khi nào em rảnh thì em phone cho anh liền. Ok, bye nha. Đầu dây bên kia Hưng nói lớn, khoan, em tranh thủ lại nhà anh đi, anh có chuyện cần bàn với em. Lại đi, đợi đến chiều nay rồi chồng em đi làm về, các con đi học về, làm sao anh gặp được em. Ráng thu xếp lại anh đi, anh nhớ quá. Em biết rồi, nhưng mà bữa nay em không có đi được, khai trương business mà, nhà đầy khách hết, đi làm sao được.
May ra ngày mai em gặp anh liền nhé. Mà cũng chưa chắc được nữa. Có gì em sẽ tranh thủ em gọi anh. Anh đừng có kêu em nữa nha. Dứt lời, nàng tự động cúp phone và đẩy cửa restroom trở ra với đám đông đang trò chuyện huyên náo. Nàng nhìn chồng, khuôn mặt rạng rỡ, ánh mắt tràn chứa niềm tin, đang tươi cười tiếp chuyện mấy đồng nghiệp ở góc phòng. Nàng để ý thấy Túc gầy đến mấy cân vì mấy tháng nay thiếu ngủ. Nhiều đêm nàng thức giấc nhìn đồng hồ thấy đã 3 giờ sáng mà chồng vẫn còn ngồi tính toán trước màn ảnh computer. Hôm nay thì mọi chuyện đã tạm xong để Túc bắt đầu một khúc rẽ mới trong nghiệp vụ của mình, như con thuyền nhỏ trong sông lao ra đại dương. Bạn bè ai cũng chia vui cùng Túc, họ ồn ào cùng ly rồi cùng đưa lên trước mặt reo hò giục nhau nốc cạn để rót ly khác. Buổi tiếp tân bắt đầu từ trưa mà mãi đến 6 giờ chiều mọi người mới ra về hết, để lại một bãi chiến trường đầy ly tách cho vợ chồng Mỹ Khanh dọn dẹp. Cũng may có mấy bệnh nhân ở lại phụ giúp nên chỉ khoảng 2 tiếng đồng hồ chẳng còn dấu vết gì của buổi họp mặt nữa. Hoài bảo Mỹ Khanh: "Thôi, tao về, thế là mọi việc coi như ổn định cả rồi. Hôm nào rảnh muốn đi shopping thì gọi cho tao." Buổi tối về nhà, hai vợ chồng ngồi ở bàn ăn tính toán lại sổ sách chi thu. Vì món tiền đổ ra cho cơ sở mới vượt quá ngân sách dự trù đến gần 200.000, bác sĩ Thúc phải xài hết credit line, chưa kể tiền mortgage nợ ngân hàng 1 triệu. Ông quăng cây bút, nở nụ cười trấn an vợ: "Không sao em, nếu mọi chuyện bình thường chỉ 1-2 năm nữa anh sẽ thanh toán hết. Căn nhà cũ mình đang cho thuê, nếu mà kẹt lắm thì em bảo Hoài nó lên list bán. Nhưng mà chưa cần đâu, tạm thời vợ chồng mình xài bớt lại một chút, trả hết nợ thì tha hồ thoải mái." Mỹ Khanh yên lặng gật đầu. Nợ chung của hai vợ chồng quá lớn, lại thêm nợ riêng của Mỹ Khanh mỗi tháng gần 1.000, vì nàng mua cho Hưng cái Mercedes, tháng tháng đưa tiền cho gã trả góp. Lòng tràn ngập mặc cảm, nàng nói: "Anh có cần thì em đem hết nữ trang của mình đi cầm, em đưa tiền cho anh." "Đừng đừng em, thầy Đức khuyên quả quyết là mình sẽ thành công lớn mà. Với lại cái điều ngân hàng mua miếng đất Bắc Kinh của mình cũng sắp xong, bán được miếng đất ấy thì không phải lo gì nữa." Sáng hôm sau, bác sĩ Thúc đi làm, hai đứa con đi học, Mỹ Khanh cũng vội vàng sửa soạn để đi gặp Hưng. Nàng bực mình vì Hưng cứ gọi phone liên tiếp ngày hôm qua đòi gặp nàng. Sự bất cẩn của gã thể nào cũng có ngày làm câu chuyện bại lộ. Bởi vậy vừa bước vào nhà, Mỹ Khanh quăng ngay cái bóp trên bàn và gay gắt bảo Hưng: "Này, tại sao em đã dặn anh là bao nhiêu lần phải tránh tối đa, không được gọi em, mà anh cứ réo em hoài là thế nào? Nhớ anh Túc biết được thì làm sao? Nhất là hôm qua nữa, cả 100 người đến dự tiệc mà anh cứ kêu liên tục à. Anh thương em thì anh phải giữ gìn cho em chứ. Bể ra thì em có nước em độn thổ chứ mặt mũi nào mà em nhìn thiên hạ nữa." Bình thường Mỹ Khanh vốn là người dịu dàng, cả đời ít khi lớn tiếng ngay cả với các con. Hôm nay mặt nàng đỏ gay, bừng bừng nổi giận là điều rất hiếm xảy ra. Hưng chạy lại ôm ngay lấy nàng, dìu lại giường, đẩy nàng nằm ngửa để gã nằm úp lên trên và cười bảo: "Có chuyện gấp nên anh mới gọi em chứ." Mỹ Khanh tạm nguôi giận, đẩy Hưng nằm xuống bên cạnh. Nàng ngạc nhiên là hôm nay Hưng đón nàng mà không chuẩn bị gì cả, đầu tóc bù xù, quần áo nhàu nát không thay. Không lẽ mà nàng lại giục gã đi tắm thì kỳ quá. Nàng bảo: "Cởi giày cho em đã." Hưng tụt xuống quỳ bên mép giường tháo giày cho Mỹ Khanh, rồi tiện tay tốc váy nàng lên và úp mặt vào bụng nàng. Mỹ Khanh nhột quá ngồi bật lên và hỏi lại: "Anh, em hỏi anh nè, chuyện gấp của anh là chuyện gì? Bữa nay em không có ở lâu được với anh đâu, tại vì văn phòng hôm nay là ngày đầu mở cửa, bao nhiêu công việc dồn dập. Chuyện gì nói ngay đi." Hưng vẫn quỳ, Mỹ Khanh ngồi trước mặt, thòng hai chân xuống đất, váy kéo lên cao để hở nguyên cái quần lót trắng. Hưng vòng hai tay ôm lấy người Mỹ Khanh, áp mặt vào bụng nàng và thản nhiên đáp: "Anh cần 100.000, em lo gấp cho anh được không?" Mỹ Khanh phì cười thành tiếng, tưởng Hưng nói đùa. Chắc Hưng biết nàng mới mở Medical Center kẹt tiền lắm, cho nên mới chọc ghẹo nàng. Nàng đẩy Hưng ra và đứng dậy dịu dàng bảo: "Anh, để em cởi áo ra đã, nằm nhăn hết." Nàng đưa tay cởi nút ngực theo thói quen mỗi lần đến gặp Hưng, nhưng Hưng ngăn lại và bảo: "Khoan cởi đồ, nói chuyện cho xong đã. Anh cần 100.000, ngày mai em đưa cho anh có được không?" Mỹ Khanh khựng lại, chố mắt nhìn Hưng một chút, rồi lại mỉm cười bảo: "Thôi anh,
đừng có giỡn nữa. Em không ngờ là em sửa sang lại cái building tốn như vậy, tiêu lạm gần 200 ngàn. Anh Túc than quá trời luôn. Tối hôm qua ngồi tính toán lại sổ sách, chắc phải vài năm nữa mới lấy lại được vốn. Nghe Mỹ Khanh phân trần, mặt Hưng tỉnh bơ không một chút xúc động. Gã đứng chống nạnh trước mặt Mỹ Khanh và lạnh lùng bảo: Em lỡ tiêu lố 200 ngàn rồi, bây giờ đưa cho anh thêm 100 ngàn nữa có bao nhiêu đâu. Anh nhắc lại, anh cần gấp 100 ngàn. Nghe giọng nói và nhìn nét mặt của Hưng, Mỹ Khanh chợt nhận ra là gã không đùa giỡn. Nàng lặng người một chút rồi run run nhấn mạnh: Nhưng mà bộ tiền là rác hay sao mà anh hỏi kỳ vậy? Một ngàn em cũng không có chứ nói gì 100 ngàn. Em đang kẹt cứng vì business mới mở. Em... Hưng nhìn nàng ngắt lời: Anh biết em kẹt chứ, nếu không thì anh đã yêu cầu em đưa cho anh nửa triệu chứ đâu phải 100 ngàn. Nhưng mà ông Túc thiếu gì tiền. Mỹ Khanh nhịn không nổi, nàng gắt lên: Em cho anh biết nha, dù chồng em có tiền đi chăng nữa thì em đâu phải là cái máy cho anh moi của đâu. Em đến với anh vì tình cảm mà, anh xử với em như vậy mà coi được hả? Hưng kéo cái ghế lại ngồi bên Mỹ Khanh và ôn tồn bảo: Anh cũng đến với em vì tình cảm đấy chứ, tình và tiền lúc nào chả đi đôi với nhau. Mỹ Khanh tức quất lên, con run xéo lắm cũng hoàn. Nàng có cảm tưởng mình hiền lành quá nên Hưng mới coi thường như vậy. Nàng tưởng bao nhiêu lần gối chăn nồng cháy với Hưng là do động cơ của tình yêu gã dành cho nàng, cũng như nàng say mê gã. Hóa ra gã chỉ nhằm chủ đích lợi dụng. Giờ này nàng mới thấy mình ngu dại, mang nỗi nhục sâu xa về đem thân xác khiến dâng cho một thằng lưu manh. Nàng quát lên: Anh nói cái gì? Anh nói anh tình cảm hả? Anh là thằng đào mỏ chứ tình cảm cái gì? Giọng Hưng vẫn tha thiết: Không có tình cảm thì làm sao anh nằm với em cả năm nay? Anh về Việt Nam thiếu gì con gái trẻ đẹp hơn em? Em dù sao cũng đã 2 con rồi. Chỉ vì em bảo là em yêu anh nên anh mới đáp lại tình yêu của em. Em yêu anh thì em phải lo cho anh chứ, 100 ngàn đối với em có đáng gì đâu. Mỹ Khanh không nói được nữa, cổ họng như vừa có cái gì chặn lấy. Nàng không ngờ thằng mất dạy này trở mặt nhanh như thế. Nàng vùng vằng đứng dậy, cầm bóp bước ra cửa và hầm hầm bảo: Từ nay tôi không muốn nhìn mặt anh nữa. Đồ khốn nạn, tôi cấm anh không được gọi phone cho tôi. Anh xin tôi cái xe Mercedes là quá đáng lắm rồi, bây giờ lại còn đòi cả đống tiền nữa hả? Tiền mồ hôi nước mắt của chồng tôi chứ có phải lượm ngoài đường đâu. Hưng chậm rãi đứng lên theo Mỹ Khanh ra gần cửa. Gã nắm cánh tay Mỹ Khanh kéo mạnh lại và nói: Khoan, em không muốn nhìn mặt anh nữa thì anh cũng đâu có cần nhìn mặt em. Nhưng 100 ngàn thì dứt khoát em phải đưa cho anh. Đưa cho anh đủ 100 ngàn rồi anh biết không bao giờ gặp lại em nữa. Mỹ Khanh giằng tay gã ra và gào lên: Anh buông tôi ra, tôi cho anh biết 1 đồng tôi cũng không cho. Thả là tôi cho ăn mày chứ ai mà đi cho cái quân phản bội ăn cháo đa bát. Tôi không ngờ trên đời này có cái kẻ mặt dày như anh. Trong khoảnh khắc, Mỹ Khanh thoáng nhớ đến em trai mình. Từ thuở còn trung học đã nhìn ra tư cách của Hưng và gọi Hưng là thằng du thủ du thực vô tích sự. Đánh giá như thế nên khi biết Hưng hẹn hò với Mỹ Khanh, Hòa đã đến tận nhà đấm vào mặt Hưng. Dạo ấy vì yêu Hưng, Mỹ Khanh cứ trách em trai mình hung bạo và thương cho Hưng bị đánh oan. Phải đợi đến bây giờ, nàng mới thấy em mình sáng suốt hơn mình gấp bội. Hưng nhìn Mỹ Khanh cười khẩy và đáp: Sao em lại chửi anh bằng những lời nặng nề như thế? Em bảo anh mặt dày à? Bảo anh ăn cháo đá bát lấy tiền mồ hôi nước mắt của chồng em. Hay em thử soi gương nhìn lại mặt em xem mặt ai dày. Em có chồng có con đàng hoàng mà em lại đây ngủ với anh thì mặt em dày hay mỏng? Chồng em làm quần quật cả ngày để nuôi em sung sướng mà em lấy tiền mồ hôi nước mắt của chồng em đem cho trai thì ai là kẻ ăn cháo đá bát? Trong người phải nghĩ đến ta chứ. Mỹ Khanh đứng chết chân ở giữa nhà không nói được lời nào nữa. Hưng lững thững tiến lại đầu giường, mở hộc tủ lôi ra một cái phong bì lớn, quăng lên giường và bảo Mỹ Khanh: Em coi đi, coi xong rồi nói chuyện với anh. Mỹ Khanh đứng yên tại chỗ, chố mắt nhìn. Hưng lại giục: Mở ra coi đi, bao nhiêu hình ảnh đẹp của em anh đều chụp làm kỷ niệm, bây giờ anh bán lại cho em, em đem về cho bác sĩ Túc xem. Mỹ Khanh tái mặt bước nhanh lại giường, cầm cái phong bì mở nắp đổ ra giường, cả một sấp hình dày cộm chụp nàng và Hưng hoàn toàn khỏa thân trong các tư thế ái ân đủ kiểu,
như hình ảnh trong những tờ báo bọc nâu. Mỹ Khanh run rẩy ngồi phịch xuống giường, mồ hôi toát ra trên mặt và cổ họng đắng chát không nói được lời nào nữa. Nàng cũng biết kỹ thuật máy móc ngày nay rất tinh vi, cell phone còn dùng làm máy chụp hoặc máy thu phim được. Nhưng nàng có bao giờ ngờ thằng mất dạy này thâu hình nàng để rồi tống tiền. Trao ôi, phản bội chồng để ôm ấp một thằng du côn không đáng sách dép cho chồng nàng. Nàng choáng váng nghĩ đến Túc, đến chính mình, cặp vợ chồng tiêu biểu được cả cộng đồng trọng vọng về tư cách và địa vị. Cả tháng nay nàng thường bắt gặp ánh mắt Túc rất lo âu, ngay cả những lúc ngồi bên nàng cười nói ra vẻ bình thường, Túc vẫn không giấu nổi nỗi ưu tư mà nàng chắc chắn chỉ vì tiền đổ ra quá nhiều. Nếu chẳng may Túc biết chuyện này thì vợ chồng nàng sẽ ra sao? Hoặc nàng phải bỏ trốn đi biệt tích, hoặc tự kết liễu đời mình thì mới xóa được nỗi nhục và vết nhơ để lại cho gia đình. Còn đang ngộp thở vì sắp hình tồi bại thì Hưng lại nói thêm: "Em coi cái này sống động hơn, anh thu làm kỷ niệm." Rồi gã cầm remote control bật tivi và đầu máy DVD. Những cảnh ái ân cuồng nhiệt giữa gã và Mỹ Khanh ngay trên chiếc giường này không khác gì trong phim 3X chuyên nghiệp. Tuy gã đặt camera ở một vị trí cố định nhưng hình ảnh ghi nhận tương đối rõ ràng, đủ để mọi người nhận ra khuôn mặt khả ái của nàng với từng động tác cực kỳ bạo dạn và những tiếng rên, tiếng nói đầy thú tính của nàng. Nước mắt chan hòa, Mỹ Khanh cúi đầu khắc tức tưởi. Nàng quay mặt đi và quát lên: "Tắt, tắt đi, tắt máy ngay. Tôi không ngờ anh khốn nạn đến như thế. Anh là súc vật chứ không phải là người. Trời ơi, sao mà tôi ngu muội như thế này ạ trời." Hưng tắt máy và tàn nhẫn nhắc lại: "Ngày mai em không nộp đủ cho anh 100.000 thì tất cả những khúc phim này sẽ lần lượt đưa lên net, lên báo. Anh cũng sẽ gửi tặng riêng chồng em một sấp hình để ông ấy biết bộ mặt thật của em." Mỹ Khanh ngồi khóc khá lâu cho vơi bớt uất nghẹn rồi mới nức nở nói: "Nhưng mà tôi kiếm đâu ra 100.000 bây giờ? Vợ chồng tôi dốc hết tiền vào business rồi. Giờ này 10.000 cũng không lo nổi." Hưng cứng rắn đáp: "Tùy em. Tiền không có sẵn ở nhà nhưng mà ra ngân hàng thì thiếu gì. Em muốn bao nhiêu trả được, chồng em là bác sĩ mà." Mỹ Khanh thấy ngộp thở, không thể ngồi đây nhìn mặt thằng đầu trâu mặt ngựa này được nữa. Nàng bảo: "Cố gắng lắm thì tôi có thể xoay cho anh được tối đa là 20.000. Nhưng mà anh phải cho tôi ít nhất là một tuần." Đôi bên kỳ kèo trả giá mãi, rồi cuối cùng Hưng rộng lượng giảm xuống cho Mỹ Khanh còn 70.000 và hẹn 48 tiếng đồng hồ phải thanh toán. Gã lấy cái đĩa VCD ra khỏi đầu máy cùng với toàn bộ sắp hình chụp, bỏ chung vào phong bì và bảo: "Tất cả đây là bản gốc, anh chỉ có một bản này thôi. Khi nào mà em đưa tiền cho anh thì tập tài liệu này là của em. Em muốn làm gì thì làm. Anh thề với em là em sẽ không bao giờ còn gặp lại anh." Câu cuối cùng này thì Hưng nói thật. Gã sắp về Việt Nam cưới vợ mới 20 nên gã cần ôm tiền về để huênh hoang với người đẹp. Mỹ Khanh dù sao cũng đã hai con, sánh làm sao được với cô gái ngây thơ tuổi 20 ở quê nhà. Ngày đầu mới vớ được Mỹ Khanh thì Hưng háo hức lắm, vì chiếm đoạt được vợ một ông bác sĩ tên tuổi trong thành phố. Đó hoàn toàn là do sự háo thắng, sự thỏa mãn tự ái của một kẻ bất tài và lười biếng trong xã hội, chứ đâu phải là tình yêu như Mỹ Khanh vẫn lầm tưởng. Hưng chỉ ôm nàng để làm bàn đạp moi tiền nhằm cung phụng cho người khác. Vai trò của nàng đến đây đã kết thúc sau một năm quằn quại bên Hưng. Bởi Hưng chủ trương từ đầu như thế cho nên giờ này gã mới có thể nhẫn tâm dứt tình không một chút nương tay. Dĩ nhiên Hưng không thù ghét gì Mỹ Khanh, bởi thù làm sao được khi Mỹ Khanh cho gã cả tình lẫn tiền. Nhưng gã cố ý dùng lời lẽ nặng nề sỉ nhục nàng để nàng tức giận mà quăng tiền ra cho xong, đừng ỉ ôi năn nỉ, có thể làm gã siêu lòng. Gã đã lỡ nổ với gia đình cô vợ sắp cưới ở Sài Gòn, khoe mình là triệu phú bên Mỹ, nên phải có tiền của Mỹ Khanh để chứng tỏ sự giàu sang của gã. Và lại thật lòng, gã vẫn tin rằng 100.000 đối với Mỹ Khanh là món tiền quá nhỏ. Ra khỏi nhà Hưng, Mỹ Khanh lầm lũi chui vào xe mở máy lao nhanh ra đường.
Nàng đậu lại ở một chỗ vắng dưới tàn cây, rồi gục đầu trên vô lăng nức nở khóc. Phải làm gì bây giờ? Tiền thì nàng không có, bởi Credit Life đã xài hết cho việc tu bổ và trang trí Medical Center. Đem cầm nữ trang thì sẽ lộ ngay, bởi các bà chủ tiệm kim hoàn thường ít khi kín miệng. Túc sẽ biết và sẽ hỏi nàng nguyên do của việc cầm đầu. Ngẫm nghĩ một lúc, chỉ còn một nơi nương tựa cấp thời, đó là Hoài. Mỹ Khanh lau nước mắt, lấy cell phone gọi cho Hoài và bảo: Hoài hả? Mày đang ở đâu đó? Ra cà phê Starbucks gặp tao được không? Hoài đang lái xe đến văn phòng công ty địa ốc, ngạc nhiên hỏi: Có chuyện gì vậy? Hôm nay mày không ra phụ việc với chồng mày sao? Mới khai trương tao tưởng mày ngoài đó, tao định lát nữa sẽ ghé thăm. Mỹ Khanh nhắc lại: Nè, lại Starbucks gặp tao nha. Tao có chuyện cần bàn với mày. Khoảng 15 phút nữa tao tới đó, Starbucks ở đường Broadway. Ok, bye. Mỹ Khanh chưa kịp cúp máy thì Hoài lại thêm bằng giọng hăm hở: Mày biết gì không, quên chưa kể với mày, hôm qua tao gặp thầy Đức Huyên ở nhà in Tân Kỳ, tao ra đó in business card, gặp ông cũng đến lấy business card, tao đâu có ngờ ông nổ mạnh quá. Mày biết không, trên business card của anh dán ghi là tốt nghiệp khoa phong thủy Đại học Đài Loan, tu nghiệp tại Đại học Bắc Kinh và Hồng Kông. Ông ấy thấy tao thấy ngượng quá với tao nên đành thú thật là được khách hàng Việt Nam mời về coi phong thủy, ông ấy phải in danh thiếp để người ta trong nước tin tưởng á mà. Mỹ Khanh đang buồn đứt ruột nhưng cũng phải bàn góp. Ừ thì người trong nước có cái tật là vọng ngoại. Thầy địa lý phong thủy trong nước tất nhiên là phải giỏi hơn ngoài này rồi. Nhưng mà bụt nhà không thiêng. Nửa tiếng sau hai người gặp nhau. Đây là cái địa chỉ quen thuộc mà Hoài với Mỹ Khanh thường ghé tới mỗi khi thèm một ly cà phê. Trưa nay Hoài gọi cà phê đá double espresso, còn Mỹ Khanh thì uống cà phê đen không đường. Nhìn thấy nét mặt phờ phạc của Mỹ Khanh, Hoài kêu lên: Sao mới hôm qua còn tươi tỉnh mà hôm nay coi mệt mỏi thế này? Chắc cả đêm không ngủ chứ gì. Có gì đâu mà lo dữ vậy, ta đã nói business của chồng mày thế nào cũng lên mà. Ông Túc của mày vừa giỏi mà lại vừa chăm nữa. Nghe nhắc đến chồng, dòng lệ bỗng trào nhanh ra. Mỹ Khanh lấy Kleenex thấm hai bên khóe mắt rồi hỏi: Hoài à, mày có tiền không? Mày cho tao mượn 70 ngàn được không? Hoài đang bưng ly cà phê vội đặt xuống, chố mắt nhìn Mỹ Khanh. Tao chẳng bao giờ ngờ có ngày mà mày phải hỏi mượn tiền tao. Bộ vợ chồng mày kẹt tiền lắm sao? Mỹ Khanh chớp mắt nói: Không, chuyện này tao không muốn chồng tao biết. Anh ấy lo nhiều quá rồi, mấy tháng nay xuống cả chục pound. Bây giờ tao cần gấp 70 ngàn, nội trong ngày mai. Mày cho tao mượn được không Hoài? Hoài nao nao cảm động vì tưởng lầm là Mỹ Khanh quá thương chồng đến độ phải lén vay tiền của Hoài. Mỹ Khanh phân trần: Tao trả tiền công thợ. Cái nhóm thợ Việt Nam thầu sửa nhà đó, ngăn phòng rồi nó làm cửa sổ, rồi nó bắt điện, rồi nó lát sàn gạch. Ông Túc thiếu chưa trả. Mà tao sợ là lâu quá tao sợ mang tiếng. Tổng cộng là khoảng 70 ngàn. Hoài đứng dậy nói: Mày lo cho ông Túc như vậy thì tao nỡ lòng nào từ chối mày, vợ hiền như mày. Thôi về nhà tao ký check cho. Ê đừng, tao cần tiền mặt. Mày ra ngân hàng lấy tiền mặt giùm tao được không? Hoài nhăn nhó hỏi: Lấy một lúc cả đống tiền mặt, ngân hàng nào chịu đưa cho tao? Mà tại sao phải tiền mặt? Có buôn ma túy gì đâu mà cần tiền mặt. Mỹ Khanh lại thêm một lần nữa nói dối: Ừ thì là tại tại tao deal với thợ trả tiền mặt cho họ lấy rẻ hơn. Đúng rồi, trả tiền mặt để cho nó rẻ hơn. Ngân hàng của mày có cái bà manager người Việt đó, bà Linh á. Mày nói riêng với bà ấy một tiếng rồi đổi tiền mặt ngay cho mày chứ khó khăn cái gì. Hai người bưng cà phê ra cửa, Hoài cười bảo: May mà tao không nghe lời thầy Đức Quyên đổi nhà mới, chứ nếu tao mà đổi nhà thì giờ này muốn mượn 1 ngàn cũng không có đó. Mỹ Khanh yên lặng không nói gì, cứ nghĩ đến Hưng mà trào nước mắt. Cả thầy Đức Huyên nữa, vợ chồng nàng mua căn nhà phong thủy để cầu cho gia đạo yên ấm, mà sao nàng lại lú lẫn lao vào cuộc phiêu lưu tình ái quá bất xứng để bây giờ nhục nhã thế này. Đứng trước cửa xe, Hoài vỗ vai an ủi Mỹ Khanh: Thôi tươi tỉnh lên đi, làm gì mà mặt ủ rũ như đưa đám thế kia. Tiền của tao không cần, cứ giữ lấy, lúc nào trả cũng được. Mỹ Khanh gượng cười gật đầu và mở cửa xe để theo Hoài về nhà, rồi cùng đi ngân hàng. Hôm sau, mới hơn 12 giờ trưa,
Hưng đã gọi điện thoại nhắc Mỹ Khanh. Em có tiền cho anh chưa? Hạn chót là 6 giờ chiều nay. Em không nộp đủ cho anh 70 ngàn thì ngay tối nay hình ảnh của anh và của em sẽ có mặt trên net và trên báo chí Việt ngữ. Lúc ấy Mỹ Khanh đang ngồi một mình ở quán cà phê để suy ngẫm về tình đời và để tự trách mình ngu dại. Nghe tiếng Hưng, nàng mím môi để khỏi bật khóc. Quen Hưng một năm, hai lần gã về Việt Nam. Lần nào Mỹ Khanh cũng mua vé máy bay và tặng gã 5 ngàn làm lộ phí. Gã bảo về để trả hiếu mẹ già. Hóa ra gã dùng tiền của nàng để đưa người đẹp khác đi chơi, giờ lại phải cống thêm cho gã 70 ngàn nữa. Mỹ Khanh nghiến răng bảo Hưng: lát nữa tao sẽ đưa đủ cho mày. Tao không muốn gặp mày ở nhà nữa. Bây giờ là 12 giờ rưỡi. Đúng 1 rưỡi mày đến cây xăng ở ngã tư đường Ken với lại đường số 8 á, mày gặp tao, mang hết phim ảnh đưa cho tao. Đồ khốn nạn. Hưng cười hề hề trả lời: anh chỉ cần em đưa tiền cho anh thôi, chứ hình ảnh của em thì anh giữ làm cái gì? Em không có an ảnh đâu, ở ngoài em đẹp hơn trong phim. Mỹ Khanh tức buốt lên, tự động cúp máy. Nàng chợt nghĩ: hay là đành về thú tội với Túc rồi báo cảnh sát bắt Hưng vì tội tống tiền. Thoáng nghĩ thế thôi, chứ đời nào nàng có can đảm làm điều ấy. Văn hóa Việt Nam không cho phép người vợ làm như vậy, bởi Túc và các con của nàng, toàn thể gia đình hai bên sẽ vô cùng nhục nhã khi nàng công khai hóa chuyện tồi bạc này. Chỉ còn cách bắn chết Hưng rồi tự sát là biện pháp hay hơn cả. Nhưng nàng biết mình cũng sẽ không thực hiện được. Nàng chui vô xe, ngồi thử chiếc tay lái. Phone tay lại réo, nàng đoán là thằng khốn nạn gọi lại, nhưng hóa ra là Hoài. Hoài bảo: Khanh ơi, việc tao cho mày mượn tiền mày đừng có nói với ai nha Khanh. Tại hôm nọ bà Trâm có hỏi vay tao 20 ngàn để mua xe, nhưng tao bảo là tao không có, mày đừng để lộ cho ai biết nha. Mỹ Khanh nở nụ cười chua chát. Hoài dặn nàng một điều quá thừa thãi, bởi chính nàng phải giấu kín chuyện vay tiền này vì sợ Túc biết. Nàng bảo: mày sợ người ta biết là mày giàu chứ gì? Mày làm địa ốc mấy năm nay trúng quá, ai chả biết là mày có tiền. Nhưng mà mày cứ yên tâm, cạy miệng tao cũng không nói đâu. Cúp phone rồi, Mỹ Khanh lại ngồi thử trong xe và nao nao cảm động vì tấm lòng của Hoài đối với mình. Nàng nhìn đồng hồ rồi thở dài mở máy xe. Thôi, đằng nào cũng phải nộp tiền cho gã thì thả thanh toán ngay đi cho xong, vì nàng còn phải về nhà lo bữa cơm chiều cho chồng cho con. Rõ ràng trong cuộc chơi mạo hiểm này, nàng là kẻ nắm con dao đằng lưỡi. Nộp tiền cho Hưng rồi, đã chắc gì gã bỏ cuộc hẳn. Biết đâu sau này cứ lâu lâu kẹt tiền, gã lại chìa ra một tấm hình và đòi nàng phải chu cấp thêm. Dù đoán thế, Mỹ Khanh cũng chẳng còn một lựa chọn nào khác, đành lầm lỗi lao xe ra ngoại ô để gặp Hưng. Liên tiếp những ngày sau đó, Hưng không còn quấy rầy Mỹ Khanh nữa, bởi gã đã lên đường về Việt Nam. Tuy vậy, Mỹ Khanh vẫn thấy quặn đau trong lòng từng cơn. Ngày ngày nàng cố gắng ăn uống nói cười bình thường để chồng con khỏi ngờ vực, nhưng mỗi khi đêm đến là trăn trở không tài nào ngủ được. Đôi khi sợ Túc đặt câu hỏi, nàng cứ phải giả vờ ngủ say, mà kỳ thực đang lặng lẽ khóc thầm trong bóng tối. Nỗi ân hận dày vò tâm can, cộng thêm sự hồi hộp vì không biết lúc nào thằng mất dạy kia sẽ quay lại vòi vĩnh tiếp. Một hôm tình cờ Hoài gặp Mỹ Khanh ở siêu thị Đại Hoa. Hoài giật mình sửng sốt kêu lên: mày làm cái gì mà hốc hác quá vậy? Rõ ràng là mày thiếu ngủ, lo vừa vừa thôi chứ. Ông Túc giỏi quá mà việc gì mày phải bận tâm. Tao một thân một mình tao còn chả lo, huống chi là mày có chồng bác sĩ. Người Tàu có câu: đàn ông thì ăn, đàn bà thì ngủ. Ngủ không đủ giấc là không được đâu. Mỹ Khanh chỉ biết gượng cười, chứ làm sao dám tâm sự chuyện thầm kín cho Hoài nghe. Mặc dầu nàng rất muốn trút ra hết mọi uẩn ức trong lòng. Một đêm đã quá nửa khuya, Mỹ Khanh vẫn chưa ngủ được. Cả tuần nay nàng đã lén Túc mỗi tối uống một viên thuốc ngủ liều nhẹ, nhưng xem chừng không có công hiệu. Tuy vậy, nàng vẫn cố gắng nằm im để Túc tưởng nàng đã ngủ. Khoảng 2 giờ sáng, nàng thấy Túc rón rén ngồi dậy, nhẹ nhàng đi qua phòng làm việc. Mỹ Khanh thở dài lật người nằm ngửa, dang rộng chân tay cho thoải mái, sau cả mấy tiếng đồng hồ co quắp giả vờ đã ngủ say. Nàng mở mắt trừng trừng nhìn lên trần nhà. Hình ảnh thằng khốn nạn mặt mũi nham nhở cứ hiện về ám ảnh, khiến nàng tự hỏi
tại sao nàng có thể ôm ấp gã cả năm trời mà không nhận ra nét đẹp cám của gã. Càng nghĩ nàng càng giận mình và càng tội nghiệp Thúc đang phải đối diện những ngày lo âu về tài chánh đến mất ăn mất ngủ. Nàng ngồi lên xỏ dép đi qua với chồng. Thúc đang ngồi yên như pho tượng ở bàn, trước mặt chả có giấy tờ gì, mà ngay cả computer cũng không bật lên. Mỹ Khanh bước vào, đứng sau lưng, đặt hai bàn tay lên vai chồng và âu yếm xoa nhẹ nhẹ. Nàng cúi xuống nói: Anh không ngủ được hả? Cả tuần nay đêm nào em cũng thấy anh bỏ em rồi qua ngồi bên này. Em đã nói rồi, mọi chuyện sẽ đâu vào đấy, lo âu làm gì anh. Túc đưa tay lên nắm lấy bàn tay vợ, rồi xoay cái ghế lại khoảng 45 độ để nhìn thấy một nửa khuôn mặt của nàng. Mái tóc nàng rũ xuống trên vai Túc. Túc hạ giọng bùi ngồi bảo: Anh có bận tâm chuyện tiền bạc đâu em. Danh dự của anh, của em, của vợ chồng mình mới thực sự là quan trọng. Cả tuần nay anh định nói chuyện với em nhưng mà cứ ngần ngại mãi. Mỹ Khanh giật thót người vì không ngờ chuyện tồi bại của nàng đã đến tai Túc. Hóa ra thằng mất dạy kia đã thông báo với Túc rồi, hoặc biết đâu nó đã gửi những bức hình thô tục của nàng và nó cho Túc. Tim nàng đập thình thịch chờ đợi bản án của chồng. Túc khom người kéo cái ghế lại bên cạnh và bảo: Em ngồi xuống đi. Anh biết em sẽ buồn nhưng không nói thì không được. Im lặng một chút, Túc nhập đề: Đời người ai cũng có lúc lầm lỗi. Mỹ Khanh nhẹ nhàng ngồi xuống ghế, ngạc nhiên vì Túc rất điềm tĩnh, khác hẳn mọi ông chồng Việt Nam. Dù vậy nàng cũng cúi đầu và bật khóc nho nhỏ như một phản xạ tự nhiên của kẻ có tội. Túc lại tiếp: Không nói em cũng biết, ở cương vị của vợ chồng mình, nhất cử nhất động đều bị mọi người theo dõi. Cho nên nếu chẳng may có chuyện gì bất thường thì anh muốn cùng em giải quyết âm thầm một cách kín đáo, đừng để lộ ra ngoài. Anh là bác sĩ, là chủ tịch cộng đồng, là chủ tịch hội phụ huynh học sinh, là tấm gương để mọi người trông vào. Em cũng thế, em là hình ảnh của phụ nữ Việt Nam hiền hòa đảm đang. Túc ngừng lại để thở. Mỹ Khanh ngẩng lên lau nước mắt và nghẹn ngào nói: Vâng, anh cứ nói đi, anh muốn sao thì em cũng chịu hết. Túc xoay hẳn người lại, nắm lấy bàn tay vợ và nói: Em biết thường thì anh rất ít khi đi house call, tức là khám bệnh tại tư gia, chỉ trừ những người quen biết khá thân. Cách đây 4 tháng thì chắc em còn nhớ, con Hảo nó phun cho anh lúc vợ chồng mình vừa ăn tối xong. Em biết nó mà, nó năn nỉ anh đến nhà, vừa khám cho mẹ vừa khám cho con. Mỹ Khanh giật mình ngơ ngác theo dõi câu chuyện của chồng kể chả dính dáng gì đến mình. Nàng ngẩng lên lấy lại bình tĩnh và hỏi: Hảo nào? Con Hảo Bắc Kỳ mà có con gái 4 tuổi tên Vicky phải không? Phạm Thị Hảo chứ gì? Túc gật đầu. Hảo là bệnh nhân thường trực của Trúc, thân như người trong nhà, single mom hơn 30 tuổi. Hảo có nét đẹp mặn mà của gái một con, ngọt ngào trong lời nói và vồn vã trong cử chỉ. Túc chỉ không ngờ nàng cởi áo cho Túc khám bệnh. Ông bị sa ngã trước sức quyến rũ của thân xác nàng, trong khung cảnh vắng vẻ của căn buồng ngủ chỉ có 2 người. Dĩ nhiên Túc vẫn tự an ủi rằng Hảo là kẻ chủ động mời gọi và ông chỉ là kẻ nhẹ dạ. Nhưng nếu Túc chỉ nhẹ dạ một lần thì cũng không sao, đằng này ông lại yếu lòng đến với Hảo mỗi khi Hảo phôn hoặc chính Túc ngỏ ý. Dần dà Túc coi Hảo như một người vợ bé để lâu lâu giải sầu, mà không ngờ được hậu quả là hôm nay ông đang cực kỳ khổ tâm vì Hảo đòi tiền. Nếu không thì Hảo sẽ đưa Túc ra tòa hoặc nhờ báo chí trong cộng đồng lên tiếng. Hảo không quay phim, không chụp hình, nhưng giấu mấy cassette dưới gầm giường và thâu chọn mọi lời đối thoại giữa hai người lúc ái ân mặn nồng. Kể xong câu chuyện, dường như hai dòng lệ tự động chảy ra trong khóe mắt Túc vì ân hận. Mỹ Khanh thì thở phào nhẹ nhõm vì đó không phải là chuyện của mình, mặc dù cũng tương tự như nhau. Túc ngẩng lên nhìn Mỹ Khanh, run run nói như van xin: Anh có lỗi với em, anh mong em tha thứ cho anh. Dứt lời, Túc nhìn vợ chờ đợi phản ứng. Túc ngạc nhiên là Mỹ Khanh không nổi tam bành gào thét như Túc dự trù. Nàng chỉ lạnh lùng hỏi: Thế nó đòi anh bao nhiêu tiền? Túc sợ hãi đáp: 100.000. Mỹ Khanh đứng bật dậy vì nhớ ngay đến ông, nhưng Túc lại tưởng vợ sắp làm dữ nên ông lo ông nhìn theo không dám nói gì thêm.
Mỹ Khanh đứng lặng một lúc rồi quay lại ngồi xuống chỗ cũ, hạ giọng bảo chồng. Anh nói đúng, đời người ai chả có lúc yếu đuối. Ở cương vị của em với anh, đành phải giải quyết kín đáo, chứ để lộ ra ngoài thì không còn mặt mũi để nhìn thiên hạ. Bệnh nhân người ta bỏ anh hết. Túc mừng rỡ nắm lấy bàn tay vợ, thầm ngỏ lời cảm ơn. Mỹ Khanh lại tiếp. Thôi, anh gặp riêng nó, điều đình với nó, giảm bớt được đồng nào hay đồng đó. Nó đòi 100 ngàn, anh chỉ cần đưa cho nó 70 ngàn là nó mừng lắm rồi. Dù sao thì đây cũng là một bài học cho anh và cho em. Túc xúc động dìu vợ đứng dậy, choàng hai cánh tay ôm chặt lấy Mỹ Khanh và cảm động bảo. Hoài nó nói đúng, em bao giờ cũng là người vợ hiền, anh có phúc lắm mới lấy được em. Mỹ Khanh lại thêm. Tiền thì ai trả tiếc, 70 ngàn chứ đâu phải ít. Nhưng thôi, mình cứ coi như là của đi thay người. Trong bóng tối mờ mờ của ngọn đèn ngủ từ trong buồng hắt ra, hai người dìu nhau bước đi nhẹ nhẹ, lòng chan hòa hạnh phúc. Mỹ Khanh âu yếm tựa đầu vào vai Túc. Một lần nữa, Túc lại càng cảm nhận được sự kỳ diệu của phong thủy. Bởi vì sau một biến cố tày trời như thế mà Mỹ Khanh vẫn điềm tĩnh, cử chỉ và lời nói vẫn bình thường. Nếu không nhờ ngôi nhà phong thủy này thì làm thế nào mà gia đạo yên vui được như thế. Ngày mai Túc sẽ mời thầy Đức Huyên đi ăn và biếu thầy một món tiền để tạ ơn.